huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao ý thức người dân và khách tham quan về việc giữ gìn cảnh quan môi trường khi đến với Đà Lạt, Lâm Đồng. Sáng nay 12 tháng 2, tỉnh đoàn Lâm Đồng đã tổ chức ra quân Ngày Chủ nhật Xanh năm 2017 với sự tham gia của gần 2.000 đoàn viên thanh niên đến từ các cơ sở đoàn trực thuộc trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Ra quân Ngày Chủ nhật Xanh, đoàn viên thanh niên thành phố Đà Lạt đã tiến hành thu gom rác thải, trồng và chăm sóc bảo vệ cây xanh, cạo xóa các biển bản quảng cáo, rao vặt sai quy định trên các trụ điện và nơi công cộng, tại các trục đường chính, công viên, chợ và quảng trường Lâm Viên Đà Lạt. Từ hành động nhỏ của mình, mỗi bạn thanh niên đều mong muốn mọi người hãy nâng cao hơn nữa về ý thức bảo vệ môi trường để gìn giữ vẻ đẹp cảnh quan của thành phố Đà Lạt mộng mơ. Để có một thành phố sạch đẹp thì chúng ta nên có một tinh thần với có một tinh thần tình nguyện, với lại là có ý thức hơn trong việc dọn dẹp đường phố, với lại việc sạch khi tham gia trong việc bảo vệ môi trường. Em rất vui khi tham gia buổi hoạt động Ngày Chủ nhật Xanh hôm nay. Qua ngày hôm nay thì em muốn nhắn nhủ tới mọi người là biết bảo vệ môi trường, không xả rác để có một môi trường xanh sạch đẹp. Từ lễ phát động của tỉnh đoàn, trong ngày hôm nay, các đơn vị đoàn trong tỉnh cũng đồng loạt ra quân Ngày Chủ nhật Xanh, phát động đợt cao điểm mở đầu cho các hoạt động thanh niên xung kích bảo vệ môi trường trong năm. Qua đó xây dựng lối sống thân thiện và ý thức bảo vệ môi trường trong thanh niên và người dân trong tỉnh. Tôi cũng mong muốn gửi đến một cái thông điệp đến tất cả các bạn đoàn viên thanh thiếu nhi và nhân dân là chúng ta hãy chung tay bảo vệ môi trường mọi lúc, mọi nơi và bằng mọi hành động. Tùy theo điều kiện của chúng ta có thể làm được gì, hãy chung tay cùng với cộng đồng xã hội để bảo vệ môi trường. Chương trình ra quân Ngày Chủ nhật Xanh được tỉnh đoàn Lâm Đồng duy trì và hoạt động thường xuyên đã góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ môi trường tại các địa phương trong tỉnh, tạo được sức lan tỏa sâu rộng đến đoàn viên thanh niên và người dân, đồng thời giúp người dân ý thức hơn về việc bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm của cán bộ đoàn viên thanh niên trong các hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần cùng toàn thể xã hội xây dựng một môi trường xanh sạch đẹp. Chuyển từ căn nhà ván đã xuống cấp sang căn nhà mới khang trang hơn là niềm vui của gia đình chính nhân khẩu của ông Cờ Bảy ở xã Liên Xô Rôn, huyện Đông Sơn trong năm mới 2017 này. Từ nguồn vốn 30A cũng như sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương trong việc